Giá gia cầm hôm nay ngày 13 tháng 1, giá gà, vịt ba miền đi ngang, vịt thịt miền Bắc bán chậm. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay ngày 13 tháng 1, nhiều thương lái cho biết giá gà, vịt hôm nay không có biến động mà vẫn giữ ở mức vừa phải, vịt thịt ở các trại tại miền Bắc bán khá chậm. Giá gà hôm nay, giá các mặt hàng đi ngang. Ông Phạm Văn Tươi, thương lái thu mua gà thịt ở các vùng Hà Nội, Hà Nam cho biết giá gà công nghiệp ở Thái Nguyên, Bắc Giang vẫn duy trì ở mức trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng bán buôn ở trại tại các tỉnh miền Nam không có biến động mà vẫn giữ ở mức từ 26.000 đồng đến gần 30.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá gà ta thả vườn loại đẹp bán buôn ở Hòa Bình, Hà Nội dao động từ 75.000 đồng đến 77.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lò bán ở trại tại các vùng Bắc Giang, Bắc Ninh từ 56.000 đồng đến 59.000 đồng mỗi kg. Giá gà Đông Tảo bán tại Khoái Châu Hưng Yên cho các khách buôn từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi kg. Hàng cao cấp chân to, đẹp mã bán cho khách đặt, ăn Tết đạt từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai hồ bán cho thương lái ở Bắc Ninh, Bắc Giang trên 50.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay không có biến động. Cập nhật giá gia cầm hôm nay tại các vùng. Chúng tôi thấy giá vịt thịt ở các vùng miền Bắc dao động từ 32.000 đồng đến trên dưới 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu cánh trắng bán cho khách buôn ở Hà Nam, Ninh Bình từ 39.000 đồng đến 42.000 đồng mỗi kg. Việc tiêu thụ khá chậm. Giá vịt siêu thịt bán tại trại ở Đồng Nai, Bình Dương từ 43.000 đồng đến 47.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm phổ biến từ 58.000 đồng đến trên dưới 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi con, tùy loại. Giá ngan trắng non bán tại trại ở Vĩnh Phúc. Hòa Bình từ 45.000 đồng đến 47.000 đồng mỗi kg, có loại ngan đẹp bán trên 50.000 đồng mỗi kg. Cách phòng, trị bệnh lật ngửa trên gà, vịt. Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn Nam, cán bộ kỹ thuật tại một công ty chăn nuôi ở Thanh Hóa cho hay, hội chứng lật ngửa trên gà, vịt là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh cho gà, vịt ở mọi lứa tuổi, bệnh gây tỷ lệ chết tương đối cao, làm con vật phát triển kém, ảnh hưởng đến năng suất. Theo anh Na, Bệnh lật ngửa này cũng có thể xảy ra ở các loài da cầm như vịt đẻ, vịt thịt, ngỗng và gà đẻ. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường hô hấp, qua trung gian truyền bệnh là mũi, lây truyền ngang thông qua việc nút phải, hít phải vật bị truyền nhiễm hoặc từ vùng dịch này sang vùng dịch kia. Để phòng bệnh lật ngửa, anh Nam lưu ý người chăn nuôi cần kiểm soát, thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Định kỳ phun sát trùng chuồng trại hai lần tuần, phát quang bụi rậm, cây cỏ xung quanh trang trại bãi chăn thả, khơi thông công rãnh, định kỳ phun thuốc diệt bọ gậy, rồi mũi trong và ngoài khu vực chuồng trại. Đồng thời, tăng cường sức đề kháng, trợ lực cho vịt bằng cách bổ sung thường xuyên vitamin, điện giải, khoáng, men tiêu hóa. Cách phòng bệnh tốt nhất là tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt việc sử dụng vaccine. Hiện, vaccine Tembusu đã có mặt tại Việt Nam. Tiêm vaccine cho vịt vào lúc 7 ngày tuổi, trước đẻ một tháng, y với vịt con thời gian vào vaccine mùng 8 tháng 10 ngày tuổi. Liều lượng 0,3ml mỗi con đối với vịt đẻ, thời gian vào vắc xin tem busu trước khi đẻ một tháng, liều lượng 1ml mỗi con, anh Nam nói. Khi gia cầm đã bị bệnh nguy hiểm này, anh Nam khuyến cáo người nuôi bệnh này không có phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, bà con cần điều trị bằng thuốc bổ, đồng thời tăng cường sức đề kháng, trợ lực cho vịt bằng cách bổ sung thường xuyên vitamin, điện giải, khoáng, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn, nước uống sử dụng kháng sinh phòng các bệnh kế phát